Ok, hello mọi người đã đến với kênh YouTube của Tính Ok Sài Gòn cho mọi người đấy. Thì chào mừng các bạn đã đến với Đình Danh Vô Tận. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi hello mọi người đã đến với kênh YouTube của em. Thì bây giờ em sẽ làm một màn ảo thuật gia cho mấy anh chị coi nha, mấy chị. Bây giờ em sẽ làm ảo thuật cho mấy anh chị coi nha. Đấy, cái tay của em nha mấy anh chị. Wow! Có cái chú người Mỹ á mấy anh chị nói em là hello how are you à? em nói dạ em cũng biết cái gì nữa mấy anh chị, em cũng biết tiếng Anh đâu mấy anh chị. Em đi làm em sẽ học hỏi từ từ nha mấy anh chị. Đấy, em sẽ học hỏi từ mấy anh ở bên ở Mỹ nha mấy anh chị. Đấy, hello how are you, ok man, yeah à? Đấy, hello how are you, ok nen là ok fan đó mấy anh chị. Đấy, thì ok bây giờ em sẽ hoạt động chân tay nha mấy anh chị. Thì ok bây giờ em đã hoạt động chân tay xong nha mấy anh chị. Thì bây giờ em sẽ đi hết đất cho mấy anh chị coi nha mấy anh chị. Bây giờ em chưa đi hết đất đâu mấy anh chị. Bây giờ em sẽ đi scan xong cái mấy anh chị, scan xong rồi xong em sẽ hết đất cho mấy anh chị coi nha. Ok, bây giờ mọi người cùng một ít ít thôi nha mọi người. Chỉ là một ít ít thôi nha. Ok, bốc. Vậy có lúc say lúc mình chẳng có bao nhiêu ký ức mà. Thì em cũng mới mua cái quần này nha mấy anh chị. Cũng em mua rồi, cũng lâu lắm rồi em chưa review cho mấy anh chị coi cái quần này. Là quần này đẹp lắm mấy anh chị. Chán nắng mặt trời quá mấy anh chị ơi. À đủ. Chán nắng mặt trời quá, ok nha. Bao năm là chơi khắp chốn buôn ba sao đi nha. Cái quần này là cái quần em mới mua nha mấy anh chị. Em mặc cái quần này nhìn ok lắm á mấy anh chị. Xíu nữa em sẽ lên đồ em quay top top cho mấy chị coi nha. Bây giờ em sẽ đi xức kem chị bụng nha mấy chị. Cái quần này là cái quần game nha mấy chị. Cái quần này em mặc size quần 32 nha mấy chị. Còn cái này là hũ kem của em nha mấy anh chị. Lắm quen sao được trường mầm non thân yêu. Giờ mày đó mày sang si tụi mày xin mê xô. Bụng xong nha mấy anh chị, thì bây giờ em sẽ đi kêu fan em giấu cái camera xong em xuống em hít đất cho mấy anh chị coi nha mấy anh chị. Thì bây giờ em sẽ đi em hít đất nha mấy anh chị. Ok bây giờ em đi đốt cam các mấy anh chị. Yeah. Ok bây giờ em sẽ để camera men ở đây nha mấy anh chị. Bây giờ em sẽ tập rem cho mấy anh chị và mấy anh chị của em hít đất được bao nhiêu cái nha mấy anh chị. Nếu cảm thấy cuộc sống bế tắc thì bắt cho mình một video mà ổ bánh mì. Bây giờ em sẽ hết đất nha mấy anh chị. Mấy anh chị cùng lên hết đất em nha. Thì video tập 24 mấy anh chị. Em tập được 50 cái hôm nay em sẽ gán thêm 50 cái rồi 100 cái nha mấy anh chị.
Trời, mình hết được 50 cái luôn á mọi người ạ. Cái này là mình hết 50 cái liên tiếp luôn nha mọi người. Trời, hết 50 cái mặt mình nó ra mồ hôi luôn mọi người. Trời ơi, 50 cái mà nó ra mồ hôi quá trời luôn á mọi người. Thì bây giờ 50 cái mọi người. Bây giờ Tướng OK Sài Gòn sẽ gán cho thêm 50 cái nha mọi người. Thì mọi người muốn em hít đất được, mọi người muốn em hít đất nhiêu cái thì mọi người cứ comment dưới nha mọi người. Em sẽ làm đúng yêu cầu của mọi người, chính là một ít ít thôi nha mọi người. Ok, bây giờ mọi người cùng bốc lên hít đất với em nha mấy anh chị. Lên. Oh my god. Giờ hít thêm 50 cái nữa nha mấy anh chị. Wow. Lưu ý bạn trong giữ trong nhà thờ. Cái tới đây là hết rồi mấy chị. Bây giờ 50 cái, giờ em hết được 80 cái mọi người. Em hết xong mà em thở muốn ra luôn á mấy chị. Thì bây giờ em sẽ kết thúc video tại đây nha mấy anh chị. Mấy anh chị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, tiếp tục theo dõi video mới của em nha. Mấy anh chị chưa đăng ký kênh thì mấy anh chị đừng quên bấm like và đăng ký cho em nha. Ok, bye bye mấy anh chị nha.